Đó anh Bài. Đó. Rồi. Ủa sao tính rồi? Đây là một cái container. Rồi thấy giờ 2 công các bạn. Thấy giờ 2 công là tầm khoảng 2000 thùng á, 2000 cái thiết á. Đây là một cái container nữa. Bạn thấy cái này về một lần cái công này là 40 feet. 40 feet phải không Tâm? 40 công này công 40 các bạn. Thế một lát thấy sẽ quay vô trong cho các bạn xem. Xe người ta gọi là xe container, người ta gọi là xe 3 giò đó các bạn. Nè. 1 2 3 giò. Đây. Cái siêu hiện tại nè các bạn. Đây. Cái siêu nó còn chưa cắt nữa ha. Đây cái siêu của hải quan. Đó, thì bây giờ một lát là bây giờ anh em sau khi mà lợi ăn uống ghê xong nó bắt đầu sẽ cắt cái siêu. À. Cắt cái siêu rồi sẽ coi bên trong nó là như thế nào ha. Ok các bạn. Đây này, nó chắc hai lớp này đẹp quá ha. Này. Đây là cái bên trong container các bạn ha. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. 20 lớp như thế này. Là 2 công như thế này các bạn. Bây giờ về như thế này mới đủ đáp ứng cho khách hàng của mình. Chứ giờ hiện tại các bạn thấy không, bữa nay mình báo là hết hàng là từ nửa tháng trước nè. Bây giờ nè, phải đợi tàu như thế nè. À, cũng như lần trước thì Thái ngồi trong cái container. Nóng các bạn. Nóng lắm, này vô đây là như cái lò vậy đó. Các bạn thấy nè, nhìn cảm quan như thế này nè. Thái có cho một xem các bạn xem một tấm hình là những cái máy, mình gọi là mấy cái ship bên Thổ Nhĩ Kỳ á, thì người ta đang cho lên hàng ha, đút vô container để mà nó phải lên trên biển rất là lâu nó mới về được tới đây các bạn. Tại thường thường á, một công hàng mình đặt chuyển tiền xong là một tháng sau nó mới về tới đây được, từ khi xuất bãi là sớm nhất. Tại vì các bạn phải biết là nó qua eo biển nè, rồi nó qua tất cả loại nó qua nhiều nước rồi nó đóng ở đó. Rồi khi mà lấy, nhất là các bạn mà muốn xuất về Việt Nam, các bạn phải qua cảng Singapore, bên Singapore xong làm giấy thủ tục này kia xong về Việt Nam xong làm thủ tục trong khoảng một tuần tới 10 ngày sau các bạn mới rút ra được đó. Bởi vì nó rất là gắt gối với vấn đề hàng nhập. Các bạn thấy nè, những cái can thiết bên bển mấy ổng đóng trong cái bọc ni lông. Tại sao có những lớp này thì các bạn biết là nó sẽ tránh cái bên máy ổng rất là kỹ các bạn ha. Bên máy ổng rất kỹ là tránh cái va đập, một là cái tránh va đập, hai là tránh để chạy những cái này của khách hàng của mình nè. Đó, làm rất là chắc các bạn. Bạn thấy không, mỗi một kiện, một cái pallet thì nó sẽ rất là chắc như thế này nè. Nè em sâu xuống cho thấy nè các bạn. Đây là cái sàn nè ha, đây là cái sàn đó, cái pallet nằm trên ha, và tất cả các này nó nằm trên pallet. Các bạn thấy không, rất là chắc chắn ha, những cái thiết như thế này đó. Rồi ok, bây giờ
Thái cho các bạn biết là rất là nhiều khách hàng xài rồi, thì bây giờ Thái cho các bạn biết là liều lượng, nhắc lại là liều lượng và cái bên trong nó có cái gì ha. Ok, xin chào quý cô chú anh chị các bạn ha. Thái đã về cửa hàng và cũng chuẩn bị đang soạn đơn trả cho khách hàng của mình trước giờ. Bữa giờ cũng đã có những cái đơn hàng đặt trước đó rồi, có khách hàng đặt có tuần lễ rồi, hơn tuần lễ rồi chưa có hàng, nhưng mà cũng gắng cố gắng đợi tại cũng đã từng sử dụng rồi các bạn, biết cái hiệu quả nó là sao rồi. Thì bây giờ cũng các bạn rất là nhiều khách hàng mình hỏi là tại sao mà sáng mấy anh em Thái là phải cất công đi ra ngoài đó, đi sáng sớm đó các bạn, sáng sớm đó, tại công về một khuya, sáng sớm đặng lên hàng xuống hàng cho anh em đặng khui công ra đặng mà trả về cửa hàng đó. Đó thì rất nhiều các bạn hỏi tại sao mà bắt buộc phải có nhất thiết là phải làm vậy không. Thái nói rồi, những cái hàng nào hàng nhập á thì Thái sẽ cố gắng mà Thái sẽ nhín chút xíu thời gian ra, Thái bỏ ra thời gian, tại đây là những hàng giá trị lớn nên Thái sẽ cố gắng Thái bỏ thời gian ra để mà Thái cho các bạn biết là nó nhập như thế nào hay cái nguồn nhập ra sao ha. Thì bây giờ á rất là nhiều khách hàng hỏi là trong cái can mình nó có cái gì, trong cái can mình có gì thì Thái cũng có nói đây các bạn. Em tới đây nè, anh chào các bạn. Đây là các bạn, đây trong cái can cũng có hiển thị trên đây ha các bạn. Đây là can đại dương 20 lít ha. Nó gồm công nghệ ion hóa các bạn, công nghệ ion hóa hỗ trợ chặn suy thoái và cái công nghệ mà nó men sao biển, trong này nó có tích hợp thêm men sao biển đó các bạn, men sao biển đại dương. Đó. Cái thành phần hữu cơ lên cao nhất của nó là tầm 62% axit fumic, nó hơn 50%, gồm 700% axit fumic nữa các bạn. Đó, thì nó tích hợp bên can đại dương này. Cái can này á là các bạn hỏi là cái can này bao nhiêu lít? Cái can này là 20 lít các bạn. Cái can này là 20 lít, can thiết là 20 lít. Và nó nặng bao nhiêu ký? Đây Thái cho các bạn xem cái ký của nó nè. Đây, bây giờ Thái sẽ đây nè. Các bạn xem nè, hiện tại là nó là 26,5 kg ha. Nè, 26,5 kg nha. Thái lấy cây cân lên cho các bạn xem nha. Thái lấy cái này lên cho các bạn xem nè nha. Cây cân trở về không nè, đúng không? Cây cân trở lại không nè. Rồi Thái cân cho các bạn xem. Kinh là thoát vị luôn chứ không giỡn nha các bạn. Đây. Cái này đó, thấy chưa các bạn? Đây. 26,5 kg ha. Đó. Tỷ trọng của nó là 1.35 thì các bạn biết mà, tỷ trọng 1.35 thì bây giờ hiện tại là 10 lít thì là 13,5 kg. Đó, còn 1.35 thì 26,5 kg, gần 27 kg ha, tầm đó. Đó. Thì đây là những cái đơn hàng mà Thái đang chuẩn bị giao cho những hàng và đóng hàng đóng thùng chưa kịp các bạn. Cái thời gian mà đóng thùng là thường thường công ty đóng giùm, mà bữa nay công ty quá tải rồi nên chuyển về đây Thái bắt đầu Thái vô thùng tiếp. Đó. Thì bây giờ nè, thường thường á là những cái đơn hàng mà những cái lúc mà công về thì Thái mong muốn là cũng hỗ trợ được với khách hàng mình là một phần nào đó nha. Thái nói rồi, những cái quà mà Thái tặng các bạn đó là Thái cũng muốn là các bạn là coi như là kỷ niệm thôi nha. Thường thường á là nếu mà ai mua một can thiết này á thì Thái sẽ tặng cho các bạn một cái áo nha. Đó là quy định áo đại dương các bạn, áo đại dương rất là đẹp nha, nó có cái can đại dương đây luôn. Áo các bạn thấy không, áo này đó. Mặt trước của nó là gì? Mặt trước của nó là công ty cổ phần Agrifarm. Mặt sau của nó là gì các bạn? Mặt sau của nó là biểu hiện cái hình là can đại dương. Nằm trên đây, in trên đây luôn. Đó. Sao biển đại dương, bồi dưỡng sức sống cây trồng. Đó. Cái form áo này á, thì chủ yếu là hỗ trợ cho nông dân mà phun thuốc. Đó các bạn, phun thuốc hoặc đi vườn á. Ngoài ra thì cái can này á, mình báo giá luôn các bạn luôn. Cái can này á, thì nó là 3,8 triệu các bạn, 3,8 triệu. Chúng ta có thể pha tầm 60 phi tới 80 phi tùy cho chúng ta giai đoạn nuôi trái. Nha, còn số khách hàng cá biệt nuôi trái non thì 100 phi. Và chúng ta và ai mà khi mà các bạn mà nào mà mua mà cái can thiết này, Thái sẽ tặng thêm các bạn, cửa hàng của Thái sẽ tặng thêm các bạn một cái hộp Fuvit. Các bạn biết mà, Fuvit là những phân tử rất là nhỏ để mà nó liên kết, nó tạo ra phức hợp trong đất để đốt cháy mùn, đốt cháy những chất dinh dưỡng để mà nó nuôi cây. Mình nói tóm gọn là như vậy. Fuvit ra rễ nó gồm trong đây là hơn 70% là Fuvit cho các bạn ha. Hơn 70% Fuvit, còn lại là amino acid, còn lại là một số cái chất hữu cơ ha, trong đây. Thì các bạn biết mà, chúng ta có thể Thái không có nói rõ gì nhiều về Fuvit đâu, nhưng mà Thái rất nhiều khách hàng ta mua cái này rồi, nhưng mà tại vì hiện tại công ty nó không có đủ hàng đóng nên Thái không giới thiệu nhiều đâu các bạn. Hiện tại bây giờ hàng đã về rồi. Thì
chừng nữa thái sẽ làm tiếp một số chương trình về cái fullfit này, một số cái review về khách hàng đã xài cái này cho các bạn xem. Tại vì thường thường khách hàng người ta không thích dạng nước, một số khách hàng không thích dạng nước thì người ta có thể mua dạng bột xài, còn ai mà thích dạng nước thì chúng ta có thể mua dạng nước xài các bạn đó. Đó thì các bạn thấy đó là trong cái hàng thì nó đi đều như thế này đó. Thì Thái cũng nhắc luôn là trong cái can thiết đại dương này á, thì Thái sẽ vận chuyển bên là bên bưu điện các bạn, chứ không có bên khác được do nó quá nặng. Thì cái việc một là nếu mà ai gần Thái thì Thái sẽ giao thẳng các bạn, còn ai mà xa Thái á, thì Thái sẽ gửi qua bưu điện và nó hơi tốn ngày hơn, hơi tốn thời gian chút xíu các bạn. Thì ai mà có muốn nhu cầu mà tư vấn thì có thể cứ liên hệ với Thái, hoặc ai mà muốn mua hàng thì cứ liên hệ với Thái thì Thái sẽ gửi tới tận nhà các bạn nha. Đó, cái can thiết thì các bạn thấy là gần 27 kg ha. Đó, khi mà chúng ta mua. Và cái chương trình này diễn ra từ khi mà bắt đầu cái ngày mà Thái ăn video nha, tới sau đó là 7 ngày nha. Ai có thể dặn trước Thái sẽ giữ quà lại cho các bạn, hoặc ai có thể là dặn trong vòng 7 ngày tới, ai mua một can thiết nha sẽ được miễn ship nha, sẽ tặng một cái hộp fullfit và một cái áo. Một cái áo mang tên Cài Đại Dương. Đó các bạn. Đó, đây là chương trình áp dụng cho tất cả khách hàng mà mua hàng trong vòng 1 tuần thôi các bạn. Không có thể nào diễn ra lâu hơn được đâu, tại số lượng quà nó có hạn lắm. Hôm nay Thái đi nhiều lắm, nhưng mà hôm nay là Thái làm quá tải, Thái làm không kịp rồi. Ok các bạn, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.